Chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Nhị Quang. Hôm nay mình sẽ đến với video thứ 3 trong series dựng mô hình nhân vật nữ phong cách anime. Nội dung của video lần này mình sẽ làm về phần thân trên cho nhân vật. Và đây là kết quả. Ok, vậy thì chúng ta bắt đầu. Đầu tiên các bạn bấm Shift A, ép cho mình một khối vuông. Tiếp đó vào Edit More, thu nhỏ nó lại kích thước phù hợp bằng cách bấm phím F. Bấm Ctrl R để chia đôi khối vuông này. Sau đó xóa một nửa của nó, Add Mirror Modify vào. Tới tích chọn Flipping. Di chuyển các cạnh trên lên phần cổ, các cạnh dưới xuống phần eo. Bấm phím Numpad 3 để chuyển sang góc nhìn bên. Sau đó bấm Ctrl R để phân chia các vị trí chính. Sau đó các bạn chỉnh sửa lại để nó ôm vào mẫu. Như thế này. Sau đó các bạn bấm Ctrl R chia đôi nó, chọn hai đỉnh trên đỉnh dưới, xóa nó đi. Bấm giữ Alt chuột phải, chọn cạnh viền phía trước, di chuyển nó vào. Cạnh viền phía sau làm tương tự. Chọn một điểm chỗ này, bấm X để xóa nó. Chỗ này các bạn di chuyển nó vào một chút, tạo cầu vai. Sau đó chọn hết viền ngoài, bấm E và di chuyển ra ngoài một chút, chỉnh sửa lại cho phù hợp. Chọn đường ngay xương vai, bấm Ctrl V để tách nó thành hai đường. Sau đó bấm Ctrl R thêm một đường ở phía trước. Dưới này cũng bấm Ctrl B để tách ra luôn. Bây giờ mình sẽ làm phần cầu vai. Chọn hết phần viền, sau đó xóa cho mình phần bên dưới, chỉ lấy phần bên trên thôi. Sau đó bấm E và di chuyển nó ra một chút. Bỏ chọn phần trên, chỉ trừ cạnh dưới, sau đó bấm E lần nữa. Chúng ta sẽ được như thế này. Sau đó chọn hai đỉnh trên, bấm M, chọn E Center để nối nó lại chính giữa. Các bạn di chuyển như mình để tạo phần cầu vai. Mình bấm Ctrl R để thêm một đường chỗ này. Sau đó bấm giữ Alt chuột phải, chọn hết phần viền. Bấm E kéo nó dài ra, sau đó bấm S, X để trục X nó đều nhau. Sau đó mình dùng chức năng Cycle trong Add-on Loop Tool để biến nó thành hình tròn. Sau đó di chuyển và thu nhỏ kích thước cho phù hợp với phần cánh tay. Chọn hai điểm dưới này, di chuyển nó lên cao để làm nách. Chỉnh sửa lại lưới cho đều đẹp. Vậy là xong phần cầu vai. Kế tiếp mình sẽ làm phần ngực cho nhân vật. Bấm Ctrl R chia đôi chỗ này. Chỉnh sửa lại phần eo một chút để cho nó có độ bầu. Tiếp tục Ctrl R thêm một lần nữa. Chỉnh sửa lại phần ngực để cho nó có hình lục giác. Trông khá ổn rồi đấy. Giờ các bạn chọn cho mình chấm ở giữa, bấm X để xóa nó đi. Chọn viên tròn này, sau đó bấm E, bấm S để thu nhỏ nó vào. Dùng chức năng Cycle của Loop Tool để biến nó thành hình tròn, xoay góc lại cho phù hợp. Tiếp tục bấm E, bấm S, bấm E, bấm S,
bấm E, bấm S, cuối cùng bấm M, chọn E Center. Sau đó chỉnh sửa các dòng bên trong lại, chia đều nó ra. Kế tiếp các bạn bật cho mình công cụ này, chọn như mình. Sau đó di chuyển và lăn cuộn chuột để chọn vùng phù hợp. Tiếp tục di chuyển xuống một chút. Di chuyển ra ngoài một chút. Rồi, tắt công cụ đó đi. Sau đó di chuyển các điểm lại cho phù hợp. Cố gắng giãn các điểm lưới cho đều và đẹp. Di chuyển các điểm dưới ngực lên một chút sẽ cho cảm giác thật hơn. Di chuyển các điểm này lên một chút, sau đó bấm Ctrl R để thêm một đường. Chọn hai điểm, bấm Z để nối nó lại với nhau. Đằng sau làm tương tự. Sau đó chọn đường dư bên dưới, bấm X để xóa nó đi. Bởi vì trước ngực có một phần cơ dính với vai, nên mình sẽ tái hiện lại nó. Trông khá ổn rồi, mình sẽ add subdivision modify vào. Phần ngực còn hơi nhỏ nên mình chọn đỉnh, bấm phím O, sau đó bấm phím S để tăng nó to lên. Bấm phím K và cắt một đường như mình. Sau đó chọn hai điểm, bấm M để nhập nó lại là một. Bấm Ctrl R để thêm một đường ở đây. Bấm tiếp Ctrl R một đường ở vị trí lưng. Sau đó một đường nữa để làm xương sống. Bấm phím K để cắt một đường thẳng chỗ này. Sau đó xóa đi cái cạnh dư. Di chuyển các điểm
ở sau lưng như mình để tạo thành phần xương vai. Chọn hết viên chỗ này, bấm E lên để làm phần cổ. Bấm Ctrl R để chia đều nó ra dễ thao tác. Tiếp tục bấm F để chỉnh sửa cho phù hợp. Sẵn đây mình di chuyển các cạnh này để làm xương quai xanh. Mình sẽ thêm chi tiết xương lồng ngực bằng cách bấm Ctrl R để thêm hai đường. Sau đó di chuyển các đỉnh đến vị trí phù hợp. Giờ mình bắt đầu làm tới phần cánh tay. Từ vị trí này, các bạn bấm E để kéo dài nó ra tới phần cùi chỏ. Bấm Ctrl R và Ctrl B để thêm chi tiết. Lần để làm phần cùi chỏ, sau đó E một lần tới phần cổ tay. Phần khớp nối chỗ này mình sẽ xử lý đơn giản bằng cách bấm Ctrl R lăn cuộn để tăng nó thành hai đường, sau đó tiếp tục Ctrl R một đường ở giữa nữa. Sau đó di chuyển các cạnh viền ngoài sang hai phía, chừa đường ở giữa lại. Mặt ngoài mình cho hơi lùi, còn mặt trong thì mình cho nó lõm vào. Cuối cùng là chỉnh sửa lại cho nó ôm sát mẫu. Như vậy
vậy là xong nội dung của video lần này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Tạm biệt.